đầu video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Thì hôm nay thì Tùng sẽ đi thăm cái lùng bẫy rắn này cả nhà. Thì quý ông bà cô bác gần xa xem video thấy hay thì ủng hộ cho Tùng nha. Thì cái bẫy này thì Tùng gài đây cũng lâu lắm rồi, gọi là cái bẫy huyền thoại luôn nha cả nhà. Lần nào lại thăm cũng có dính đó nha. Hôm nay thấy sao đây, sao không thấy phân phướng gì. Ôi cái bẫy này nè, có cảm giác cả nhà. Rồi dính một em hổ hành nữa, quá đã luôn. Đây em này là khá to nha, em chắc vô con này cũng 2-3 ngày vậy cả nhà, khá bự. Rồi cái đầu tiên luôn nha, tiếp tục Tùng đi, Tùng sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Trong vườn chuối này nữa là cái cuối cùng nha cả nhà, hy vọng là trong cái vườn chuối này dính được con gì bự bự và không khủng, quay cho cả nhà cùng xem nha. Sáng giờ thăm 5-6 cái mà dính được cũng bộn rồi cả nhà. Cái thì Tùng gài ở đây hy vọng có con gì. Ơi bữa nay có lý rồi nha, có nặng nặng nè, một bự nhỏ nha. Trời ơi chuột không chi lúa làm tưởng hụt cả nhà. Ủa cũng được con hành nè, còn sống không? Rồi chắc con chuột của Tùng chắc nó xử luôn rồi cả nhà. Cũng được con hành nha. Con này cũng cắn mấy ngày hết rồi, cục bự quá bự rồi. Bây giờ Tùng sẽ quay cho cái nhà xem. Đây con thăm tới cái bẫy tiếp theo cả nhà. Cái này sao trúng dọc nữa. Ồ dính được con hành này cả nhà. Ồ con hành nó bự nha. Đây con hành này. À, lát nữa vô trong kia Tùng sẽ bắt cho cả nhà xem nha. Cái gì thăm tới cái rồi đến với cái bẫy thứ hai luôn. Ở trong cái cốc chuối này Tùng có đặt con cái nha, lâu quá rồi không chạy được hai con rắn nhất, ngày nay nó đứng luôn cả nhà. Này hình xui vô rồi có được con nào không, quay cho cả nhà cùng xem nha. Này có không có thì Tùng cũng rút nè cả nhà, cái lùng bẫy này gài cũng khá lâu rồi. Rồi mất cái bẫy luôn rồi cả nhà, cái bẫy Tùng gài ở đây nè, mất luôn, hay thiệt. Rồi đi cái tới cái tiếp cả nhà, rồi đến tới cái tiếp luôn, cái tiếp thì Tùng gài ở đây, hôm nay sẽ vô coi xem như thế nào. Tình trạng thì thấy cái lúa nó dồn về trước nè, không biết có con này gì hay không. Rồi không có luôn cả nhà ơi, con chuột còn nguyên si luôn, chuột này nó mập lù luôn. Rồi đi tiếp cả nhà ơi, rồi tới cái tiếp luôn. Ui, cái trong đây như là ngày hôm dài có hay không đây, không có thấy có giọng gì hết. Rồi nhà phèo luôn, phèo nhà phèo luôn, chuột con luôn. Rồi đi tiếp cả nhà, chuột con luôn nha.
tới cái bẫy huyền thoại cả nhà ơi. Bẫy này đợt nào trùng thâm cũng có dính nha. Hôm nay thì sao đây? Ui. Rồi, hôm nay thì chết quốc rồi cả nhà. Rồi, hôm nay thì còn chuột luôn. Tùng cũng rút luôn. Rút ra đi mấy cái điểm khác đặt cả nhà ơi. Chất quốc quơ rồi nha. Ây da. Con này còn chuột luôn. Tùng sảy con hành bự lắm này. Trời, có chuột ấu vậy cả nhà, nặng quá. Trời, dính con hành cho bá lửa luôn nha. Tụi mình đặt lại đây có người cả nhà. Đặt lại sẽ đi tiếp nha. Sẽ đi tới cái điểm khác cho quay cho nhà xem nè. Mình này quay lại cái bẫy này thì sao? Rồi nó đóng thiếu cái phèo rồi cái này. Còn chuột kìa. Còn dư. Quay lại vô trong cái bẫy trong đây thì Tùng mới chuyển vô gài thôi. Còn có không nha. Cái trong đây cũng khá là im. Rồi con mèo nó dình cho con chuột. Cái trùng trong đây nó môi luôn rồi. Rồi cái bẫy này thì mắc con chuột nha. Cái này khá là im. Con chuột vắng gấp kìa. Cái bẫy này dùi bu quá trời, có dính là nguy cơ dính là cao lắm nha cả nhà. Ui. Con trai độc thọc độc thọc. Trời ơi, dính con hành chuột cắn chích queo luôn các bạn. Trời lắm vậy mà chuột cắn chết. Qua dữ quá dữ. Để tùng cái gà nữa cái nè. Dính với là ngon. Chưa dính này nha. Nêu này luôn. Cho thêm thịt lúa nữa. Dao mày để đâu? Ủa cái dao đâu hả? Ủa nó buồn quá. Hai con. Hai con nha. Đây thành quả của mình đây. Giờ sẽ banh ra quay cho các nhà cùng xem nha. Quả hôm nay là cũng khá bộn các nhà. Toàn là giống
để em luôn nha cả nhà. Rồi, cho Tùng xin kết thúc cái video nha. Hẹn cả nhà cái video tiếp theo, cả nhà xem kênh thứ hai và ủng hộ cho Tùng nha. Đây, một bọc nhãn hữu hành này cũng cỡ 3 kg, hơn 3 kg cả nhà. Bây giờ cả nhà xem kênh thứ hai và ủng hộ cho Tùng nha.